Thì đúng là nó khổ tận chiều. Sau này chỗ này sơn lại hết đấy luôn. Trong nhà sơn lại hết. Chính chủ cần bán nhà 70 mét vuông tại phố Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây chúng ta đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Là nhà được xây thiết kế là 6 tầng. Ở bên trong là được chia là thành 15 phòng trọ và đang là cho thuê. Đấy. Tổng diện tích xây dựng là 70 mét. Có hướng chính là hướng Đông Bắc. Đang được chào bán với giá là 6,5 tỷ. Đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong ngôi nhà cho mọi người được biết. Đây là phía ở trong tầng 1 của ngôi nhà. À, tầng 1 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng trọ và một khu để xe. Đây. Toàn bộ diện tích ở đây đều là khu để xe. Đấy, và toàn bộ căn nhà được thiết kế là bao gồm là 15 phòng. Đây là ở phía bên trong của phòng. Cái phòng sẽ được thiết kế hoàn thiện là bao gồm là điều hòa này, khu vực nấu nướng này. Đây là khu vực vệ sinh. Tổng diện tích của căn phòng là khoảng 20 m². Toàn bộ cửa thông phòng đều là sử dụng là bằng cửa gỗ thịt. Giá phòng trọ cho thuê ở đây là đang rơi vào khoảng 2 triệu 8 đến 3 triệu trên một căn phòng. Đấy, thì sau đây là tôi sẽ giới thiệu ở phía bên trên tầng 2, các tầng bên trên để cho mọi người có thể biết rõ hơn. Thì từ tầng 2 đến tầng 5 là mỗi một tầng chúng ta sẽ được chia làm 3 phòng. Đây là phía phòng ở bên ngoài. Đấy, tất cả các phòng là đều được lắp đầy đủ là điều hòa này, khu vực nấu nướng, bình nóng lạnh và thiết bị vệ sinh, tất cả đều đầy đủ hết. Có cửa thông ra rất là thoáng để ánh sáng và không khí. Gạch đắp nền đều là sử dụng là gạch granite loại 1. Đây là phòng thứ hai. Đấy, phòng thứ hai là có cửa sổ để lấy thoáng ra phía bên ngoài và là ô cầu thang này. Đấy, chúng ta có cửa thông ra giếng trời nữa. Điều hòa, khu vực vệ sinh và khu vực nấu nướng. Tất cả đều được thiết kế và bố trí rất là hợp lý. Diện tích 20 m² có thể đủ cho một gia đình nhỏ, hai vợ chồng và con cái ở. Đây là phòng số 1. Đây là khu vực vệ sinh. Ở tầng 2, tầng 3, tầng 4 và tầng 5 nó sẽ được thiết kế là giống hệt nhau, là mỗi một tầng là sẽ được chia làm 3 phòng. Đấy, cầu thang rất là rộng. Và mỗi một phòng là đều đã được lắp công tơ điện riêng. Giá điện nước cho thuê đang ở đây là tiền điện thì sẽ là 4.000 đồng một số. Tiền nước thì là 40.000 một người. Tiền mạng sẽ là 100.000 một phòng. Và tiền vệ sinh rác thải là 10.000 một người. Quanh khu vực rất là nhiều trường đại học, như trường Đại học Kiến trúc, Đại học Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Hà Nội và rất là nhiều các trường cao đẳng khác, Học viện An ninh Nhân dân. Đấy. Đường xá rất là thuận tiện. Đây là tầng 6 thì sẽ được thiết kế là bao gồm 2 phòng. Và phía bên ngoài là một sân phơi chung. Đấy, toàn bộ sân phơi là sẽ được lợp mái tôn và bắn chuồng cọp rất là an toàn. Đây chúng ta có thể thấy là khu vực xung quanh đây. Đấy, dân cư ở rất là đông, rất là nhiều chung cư và rất là thuận tiện. Tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà có diện tích là 70 m², hướng chính là hướng Đông Bắc, nằm tại Tân Triều, Thanh Xuân, Hà Nội. Đang được xây theo hình thức là chung cư mini cho thuê, được xây là 6 tầng, thiết kế là 15 phòng trọ, đã hoàn thiện xong.
đang được chúng tôi chào bán với giá là 6,5 tỷ. Mọi người có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc là xem nhà, xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người nhớ ấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.